Mạch điều chỉnh hàng xe pin 40A là loại mạch dùng để chế các loại máy hàng xe pin, hàng điểm với chức năng điều chỉnh thời gian và dòng điện hàng. Điện áp nuôi mạch là 9 đến 12V AC, dòng điều chỉnh máy hàng là 40A, có màn hình hiển thị thời gian và dòng điện chỉnh. Mạch điều chỉnh hàng xe pin đã được mình kết nối với nguồn điện. Ở ngõ ra thì mình sử dụng một bóng đèn để có thể mô phỏng được cái thời gian cũng như là cái dòng điện. Ở mạch hiển thị thì sẽ có thời gian sẽ là màu xanh và màu đỏ thì sẽ là dòng điện. Mình sẽ tăng dòng điện. Tăng thời gian.